400 cọc bạn nhỉ, 250 thì nó sẽ thay tất cả ở dưới luôn. Đấy, chúng ta chỉ làm một lần thôi. Ok. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình tinhoctieuhoc.com và mình là thầy giáo tin. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn video tô hay màu trong Scratch như thế nào. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ đi vào ngay vấn đề ngày hôm nay. Mình thực sự là mình không thích đưa cái phần tô màu này vào đề thi một chút nào bởi vì nó quá là nhàm chán, nhưng mình vẫn sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Hình mẫu các bạn đang quan sát trên màn hình được cấu tạo bởi các phần như sau. Đó là một hình vuông được tô màu, và cái hoa văn này thì được thiết kế bởi những nửa đường tròn khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung xem là chúng ta sẽ tô cái bài toán này như thế nào nhá. Các bạn nào đang xem video thì nhớ nhấn đăng ký, subscribe kênh YouTube và comment chia sẻ video của Thình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ chia bài toán này thành các bài toán con như sau. Đầu tiên là thầy sẽ dùng phần mềm 3.0 nhá. Các bạn sẽ tạo khối vẽ hình tô màu hình vuông nhá. Tô màu hình vuông đã nào. Hình vuông mình sẽ cho hai kích thước, cho kích thước là cạnh là A nhá. Các bạn muốn kích thước của nó là bao nhiêu thì các bạn sẽ tô màu hình nó bấy nhiêu. Ok. Sau khi tô màu hình vuông xong thì nhân vật chúng ta buộc phải đưa về vị trí tâm. Đây, sau khi tô màu hình vuông xong thì chúng ta sẽ đưa nhân vật về vị trí tâm của hình vuông, như vậy là nhân vật chúng ta sẽ đi một nửa đường là A/2 và tô màu. Ok. Chúng ta sẽ thực hiện bằng cách như thế này nhá. Chúng ta sẽ tô màu hình vuông A nào. Chúng ta cứ tô bình thường đi, sau đấy chúng ta sẽ xoay nó. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tô màu hình vuông như sau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển động. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh di chuyển đúng không? A bước nhờ. Di chuyển A bước, chúng ta sẽ cứ lặp đi lặp lại như vậy nhá. Di chuyển A bước xong lại di chuyển ngược lại đúng không? Lại nhân A với trừ 1 chính là di chuyển ngược lại nào. Chúng ta sẽ có phép toán. Các bạn muốn thêm dấu trừ đường trước thì chúng ta chỉ việc lấy A này đúng không? Lấy A này. Đấy, nhân với trừ 1 là được các bạn ạ. Đấy. Cái việc lặp đi lặp lại này, sau đấy chúng ta sẽ dịch sang nhá. Chúng ta sẽ dịch chuyển này. Các bạn muốn dịch chuyển được nhân vật của chúng ta thì chúng ta sẽ phải chuyển động. Chúng ta sẽ thay đổi hoành độ một lượng là một đơn vị, sau đấy chúng ta sẽ dùng vòng lặp. Lặp lại cái điều này A lần nhờ. Rồi chúng ta sẽ kéo cái khối này vào, chúng ta thử tô màu hình vuông cạnh 100 thử xem. Chưa có cái phần bút vẽ các bạn ạ. Bút vẽ nào, xóa tất cả, mình cứ kéo tạm vào đây đi đã nhờ. Đặt bút xuống này, xóa tất cả này, mình thử nhá. Chọn bút màu này, mình sẽ tô hình vuông này màu đỏ nhá. Sau đấy mình chỉnh nét vẽ cho nó to lên một chút để nó tô cho kín nhá. Nếu không các bạn sẽ thấy là cái hình vuông này nó tô bị xưa. Mình sẽ đặt là 3. Rồi bây giờ mình thử. Các bạn thấy là nó sẽ sang như thế này đúng không? Hướng của nhân vật chúng ta đang là hướng 90 độ, cho nên chúng ta sẽ phải chuyển động. Đấy, các bạn sẽ xoay nó đi hướng tới đúng không? Hướng về phía. Chúng ta cho nó chích ngược lên. Thử xem nào. Quên, nhấn vào đây chứ. Đấy, các bạn thấy nó ra một hình vuông chưa? Một hình vuông màu đỏ nhá. Thế bây giờ mình muốn cho cái hình vuông này nó xoay thành 4 hình vuông to đùng như thế này này. Và nhân vật chúng ta nằm ở đây luôn ấy, thì chúng ta sẽ xoay nhân vật. Đấy, tuy nhiên khi mà chúng ta xoay cái này á thì cái hướng của nhân vật của chúng ta thì sẽ không được. Nếu mà chúng ta xoay như này thì cái hướng của nhân vật chúng ta luôn luôn hướng lên phía trên thì nó sẽ không làm được cái việc là nhân vật chúng ta xoay. Đấy, cho nên là sau khi mà vẽ tô hình vuông như thế này thì nhân vật chúng ta sẽ đi về tâm, hình vuông chúng ta sẽ đi tới điểm. Chúng ta sẽ muốn hình vuông đi đến đâu thì chúng ta sẽ đi đến điểm đó. Và chúng ta thêm cái đầu số vào đây. Có nhiều cách để làm các bạn ạ. Chúng ta sẽ thêm là vx. Vx tức là hình vuông hvx đi. Hình vuông x là tọa độ x của hình vuông. Hvi đi. Đúng là tọa độ y của hình vuông đúng không? Chúng ta sẽ lấy hai cái thang hướng này vào đây, chúng ta sẽ đưa nhân vật đến vị trí đó. Sau khi đưa đến vị trí đó rồi ấy thì chúng ta sẽ dịch chuyển động. Chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ đổi hoành độ, đúng rồi ạ, thay đổi hoành độ một lượng là A/2. Đấy, các bạn thấy là nhân vật ở đây, nếu nhân vật ở đây thì nó sẽ gì? Nó sẽ đi sang đây là A/2 này, xong nó đi xuống đây là A/2 tiếp này. Đấy, đúng rồi, nó đi hai lần đúng không? A/2 A này chia 2 này. Đấy là cách để chúng ta làm nhá. Đấy, sau khi đổi hành độ thì chúng ta lại tiếp tục đổi tung độ nhá. Chúng ta lại tiếp tục đổi tung độ một lượng cũng tương tự như vậy. Đấy, nhân bản lên. Đó, nhưng mà nhớ là thêm dấu trừ nhá, bởi vì nó đi xuống mà. Đúng không? Đấy, nhân thêm cái trừ 1 nữa. Đấy. Vì nó đi xuống chứ phải đi lên. Nếu mà các bạn làm như này thì nó sẽ đi lên mất. Đấy, đi xuống xong rồi hướng về phía 0 độ và tô, thế thôi. Bây giờ mình sẽ thử. Mình chỉ định nghĩa viết cái này là hình vuông tọa độ 00 nhá, cho nó về tâm nhá. Bấm này. Cái này cũng là nhân với trừ 1 các bạn ạ. Quên. A/2 là nó đi sang bên phải mất rồi. Thế nên chúng ta sẽ cho nó đi sang trái. Sẽ cho nó đi sang trái. Đấy. Xóa tất cả này, đặt bút xuống này. Đi tới điểm này. Nó đi tới điểm này thì nó sẽ để lại cái nét, đúng không? Nó đi tới điểm này thì nó sẽ để lại cái nét, cho nên trước khi mà để lại cái nét thì mình sẽ nhấc bút lên, đi tới điểm này. Sau đó đặt bút xuống chỗ này. Sau khi đi điểm này thì chúng ta sẽ đặt bút xuống. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó không để lại cái nét. Nào. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó vẫn để lại nét này. Rồi. Các bạn thấy nó để lại nét thì chúng ta lại cho cái này xuống dưới này thì nó sẽ không để lại nét nữa. Ở đây chứ. Đấy, nó sẽ vẽ hình vuông tại tọa độ 0,0. Và sau khi vẽ xong thì nó sẽ đưa nhân vật, chúng ta muốn đưa nhân vật về chỗ cũ thì chúng ta chuyển động. Sau khi vẽ xong thì lại đi tới điểm, và nhớ nhấc bút lên nhá, điểm. Đi tới điểm tâm của cái hình vuông đó. Được chưa? Và nhớ là chúng ta phải nhấc bút lên để cho nó. Chúng ta ở đây chúng ta không cần nhấc bút vì nó tô cũng được rồi, nhưng mà chúng ta cứ nhấc bút lên cho chắc. Bởi vì là nhỡ đâu màu sắc nó khác đi cái thì nó sẽ mình sẽ vẽ hình vuông to. Nhỡ đâu màu sắc nó khác thì nó sẽ để lại cái nét, cho nên chúng ta tốt nhất là chúng ta nhấc bút lên và đi về điểm này. Bây giờ mình sẽ cho hình vuông nó to hơn một chút nhé, 300. Wow, 300 rất là to luôn. Mình chưa bật chế độ tua bút nên nó tô hơi chậm. Rồi, xong. Đấy, xong phần tô hình vuông nhá. Thế bây giờ tô hình vuông xong rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ tiếp tục tô hình tròn. Tô hình tròn. Tiếp tục tô hình tròn thì ta lại định nghĩa tô hình tròn thôi. Khối của tôi, tạo khối. Tô hình tròn. Bán kính là R đúng không? Đấy. Tọa độ X. Tròn X đúng không? Ta biết là hình tròn X cũng tương tự như cái kia, cũng hình tròn Y, tức là tọa độ XY tâm của nó. Chúng ta sẽ đưa nhân vật về tâm đúng không? Đấy, chúng ta cũng làm gì? Chúng ta cũng nhấc bút lên và chúng ta đưa về tâm. Đấy, cũng làm giống hệt cái kia thôi các bạn ạ. Nào, nhấc bút lên này, cũng chuyển động này. Đấy, di chuyển đưa tới điểm tọa độ. Chúng ta đưa đến điểm tọa độ tâm của hình tròn. Đấy, sau đấy chúng ta dùng các quay, đúng không? Trước thầy dạy các bạn rồi đúng không? Chúng ta sẽ lặp lại 360 lần nào. Nhớ là đặt bút xuống. Đặt bút xuống, lặp lại 360 lần. Chúng ta sẽ chuyển động. Di chuyển R bước đúng không? Sau đó đi ngược lại, lại nhân bản lên. Đấy, nhân cái này với trừ 1 thì nó sẽ đi ngược lại. R nhân với trừ 1 thì nó sẽ đi ngược lại. Sau khi đi ngược lại thì chúng ta sẽ nhớ là quay. Xoay phải, xoay trái đều được nhá. Các bạn xoay trái phải, xoay trái đều giống nhau nhá. Xoay xong rồi thì làm sao? Xoay xong rồi thì thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn màu. Nào, đầu tiên là xóa tất cả này. Đấy, bật turbo boost lên. Rồi, xong rồi, tô màu rồi. Bây giờ khối của tôi, tô hình tròn. Nhưng mà lúc này đặt màu sắc khác đi nhá. Màu này, chọn bút màu này. Lúc này chọn bút màu trắng, đỏ rồi, bây giờ trắng này. Tô hình tròn tại tọa độ bán kính là cũng là một bán kính lúc này là chúng ta chỉ lấy 50 thôi. Ví dụ như hình kia là 300 thì chỗ này là 150 thôi nhá. Đấy, chứ không là các bạn vẽ hình tròn nó to đùng lên đấy. Xuống tọa độ 0,0 nhá. Đấy, nó thử nhá. Đấy, các bạn thấy không? Thấy nó ra cái này chưa? Rồi, các hình trong này thì nó đều được thiết kế bởi các cái hình tròn thôi. Đấy, các cái đường nửa đường tròn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tô nửa đường tròn. Ở đây các bạn thấy là có nó với cái sọc ngang dọc đúng không? Thì chúng ta cho thêm cái hình tròn này một cái sọc ngang dọc, nó định nghĩa là cái sọc ngang dọc bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái dịch chuyển, chúng ta xoay 4 lần là được mà. Dịch chuyển R bước. Xoay 4 lần, mỗi lần là 90 độ, đúng không? Xoay 360 chia cho 4 là 90 độ, lặp lại 4 lần. Đấy. Lặp lại 4 lần nhá. Đấy, đây, ta sẽ bấm vào đây. Lặp lại 4 lần, quên. Lên xong phải đi về chứ đúng không? Nhớ là đi lên rồi phải đi về, như vậy là chúng ta có cái này nhưng bạn lên. Quên. Đi lên nhưng mà chưa đi về. Đấy, chúng ta sẽ nhân cái này với trừ 1. Rồi, ok, nào, thử nào. Đấy, chúng ta thấy là giống cái thước ngắm của cái ống kính, ống nhòm chưa? Rồi, tiếp. Cái này thì sự kiện thì nhấn vào nút bắt đầu nha, cho nó nhanh nha. Đấy, rồi. Tức là những cái này thì nó đều được vẽ bởi những các cái nửa đường tròn đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một thủ tục cuối cùng, đó là nửa đường tròn. Khối của tôi, tạo khối, tô nửa đường tròn. Và chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng có R này, đúng không? Chúng ta cũng có nửa tròn X, đúng không? Tiếp tục, nửa tròn Y. Ok. Các bạn cũng làm tương tự nửa đường tròn thì bây giờ, lúc nãy là đường tròn như thế này, thì bây giờ nửa đường tròn thì chúng ta, nào, chúng ta sẽ nhân bản lên cái đoạn nào chúng ta cần. Đây, cái đoạn chúng ta cần chính là cái đoạn lặp lại này đúng không? 360 độ đúng không? Đấy, chúng ta sẽ kéo xuống dưới để cho nhìn nó dễ. 360 độ thì bây giờ mình chỉ 180 độ thôi. Và nhớ chúng ta cũng phải đưa nhân vật về tâm nhá, đưa nhân vật về tâm của đường tròn nhá. Đi tới điểm, nửa tròn X, nửa tròn Y, 180 lần, di chuyển R bước thì lúc này nó sẽ vẽ chúng ta một nửa đường tròn về phía bên tay phải. Đấy, các bạn nhìn sẽ nhìn thấy, quan sát, thầy sẽ kéo cái khối này vào đây cho các bạn thấy. Đây, khối của tôi này, tô nửa đường tròn, tô hình tròn xong rồi thì tô nửa đường tròn và nhớ chọn bút màu khác, chọn bút màu. Lúc này chúng ta sẽ chọn màu xanh lá cây nhé. Bán kính mình sẽ tô một nửa đường tròn nhỏ nhỏ thôi nhé. 75, 150 chia 75 nhé, ở 0,0 này. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế này đây này. Đấy, khi mà chúng ta vẽ đường tròn, tô đường tròn thì nó sẽ ra cái đường nửa đường tròn như thế này. Thế bây giờ chúng ta có cái đường tròn tâm rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần dịch cái nhân vật chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn, nửa đường tròn to này, lặp lại 4 lần này, đúng không? Vị trí tâm là nằm ở 4 cái đỉnh này này. 1, 2, 3 và 4, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta dịch chuyển lên từng bước một, dịch lên đây, tô tròn, sau dịch sang đây, tô tròn, dịch sang đây, tô tròn, dịch sang đây, tô tròn. À, chỗ này các bạn có hiểu không nhỉ? Đầu tiên lên đây nhá, đi lên đây này, không tô đường tròn này, đó, tô đường tròn kín nhá, xong rồi sang đây là tô đường tròn thì chúng ta sẽ được 4 hình. Thì chúng ta sẽ làm như thế này, khi bấm vào đầu này, đó, đến đây thì chúng ta được rồi này, đường tròn này, nhưng mà chúng ta sẽ không tô đường tròn ở đây, mà trước khi tô đường tròn ở đây thì chúng ta sẽ chuyển động nó lên. À, chúng ta sẽ di chuyển 10 bước, à không phải, chúng ta sẽ di chuyển. Bây giờ cái này đang là bán kính đang là 150 đúng không? À, bán kính này đang là 150 thì chỗ này là 75, thì chúng ta sẽ đi lên 75 bước. À, bây giờ thầy sẽ số trực tiếp vào tí này làm dùng đến sau nhá. À, chúng ta sẽ tô nửa đường tròn màu xanh lá cây chẳng hạn thế đi. Nhưng mà lúc này tọa độ của nó là tại vị trí hiện tại của nhân vật thì chúng ta sẽ phải dùng đến biến hoành độ và tung độ. Tức là chúng ta sẽ không tô ở vị trí 00 nữa mà chúng ta tô nó ở vị trí hiện tại của nhân vật. Thì chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta bấm thử bắt đầu này. Đấy, các bạn thấy nó ra cái hình này không? Rồi chúng ta cho nó đổi hướng cũng được không sao cả, thì chúng ta lại dịch chuyển 75 bước chúng ta nhân bản lên. Đấy, đấy các bạn thấy không? Lúc này nó ra cái hình này. Đấy, nhưng mà lúc này chúng ta chỉ cần dịch chuyển mấy bao nhiêu bước các bạn? 150 bước là được. Đấy thì nó ra hình này. Sau đấy chúng ta về vị trí 00. À, chúng ta về vị trí 00 và chúng ta lại dịch chuyển 75 bước. Và các bạn lại tô nửa đường tròn giống hệt như thế này. Đấy, ta cứ nhân bản lên, đúng không? Nhân bản lên. Lúc này chúng ta không dịch chuyển, chúng ta về vị trí 75 bước này, 75 này, đúng không? Sau đấy chúng ta chạy sang bên phải này, thì nhân vật của chúng ta sẽ phải xoay 90 độ, 90 độ. Sau khi xoay 90 độ xong thì dịch chuyển 75 bước này, 75 bước này, và vẽ đường tròn 75 chúng ta xử nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nó ra cái hình này rồi này. Chúng ta lại lặp lại cái bước đấy, à chúng ta lại nhân bản lên, chúng ta lại đây là 150 bước. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Thì nó sẽ ra cái hình như thế này. Thế ra cái hình như thế này rồi thì bây giờ chúng ta lại tô những cái hình nhỏ hơn ở trong, ví dụ như hình này, đúng không? Hình này nó sẽ cùng màu với cái màu này, màu trắng này, còn hình này nó sẽ cùng màu với cái màu xanh kia, đúng không? Đấy là cái cách để chúng ta tô thôi. Đấy, chúng ta sẽ tô một đoạn màu xanh đây, một đoạn màu trắng ở đây. Bán kính thì chúng ta có bán kính rồi, bán kính chỗ này là 1/2 của cái 75 chia 2, đúng không? Đấy, sau khi đến đây rồi chúng ta sẽ phải di chuyển về 75 độ, 75 bước, 75 bước để về vị trí 00. Nhân vật chúng ta về vị trí 00. Bây giờ chúng ta lại tô nửa đường tròn. À, đi lên đây tô nửa đường tròn đúng không? Tô nửa đường tròn xong rồi nằm ở đây thì tiếp tục dịch lên đây tô nửa đường tròn, dịch xuống đây tô nửa đường tròn, nhưng màu khác nhau là được. Giờ vẫn là màu xanh thì chúng ta chỉ cần dịch lên, di chuyển lên đây đúng không? Chúng ta muốn vẽ được cái nửa đường tròn bên phía này thì chúng ta sẽ phải xoay 180 độ là được. À, thì cái đoạn từ đây lên đến đây á, ở đây là 75 này, đúng không? Thì một nửa này là 75 chia 2, thì chúng ta chỉ cần dịch lên cái bán kính của nó là 75 chia 2, xong chia 2 tiếp. Như vậy là chúng ta sẽ có 75 chia 4. Đó, các bạn có hình dung được không nhỉ? Đây này, từ đây lên đây là 75. Đấy, từ đây lên đây cũng là 75 thì chia đôi đoạn này ra là 75 chia 4, từ đây lên đây là 75 chia 4. Đấy, thì chúng ta chỉ cần dịch chuyển. Sau khi mà vẽ cái hình thứ nhất xong thì chúng ta sẽ, sau khi vẽ hình thứ nhất xong thầy tách cái này xuống dưới nhá, thì chúng ta sẽ dịch chuyển tiếp 75 chia cho 4, các phép toán. À lúc này là nhân vật chúng ta quay xuống rồi, đúng không? Nhân vật chúng ta quay xuống rồi cho nên là chúng ta sẽ dùng chính cái màu đó, thì chúng ta sẽ nhân với dấu trừ thôi. Đấy, nhân với dấu trừ là được. 75 chia cho 4. À, chúng ta sẽ nhân với dấu trừ 1 để cho nó đi ngược lại, vì nhân vật lúc này chúng ta đang quay xuống rồi. À, sau đấy chúng ta sẽ xoay 180 độ để tô cái màu xanh đấy, 180 độ. À, chúng ta sẽ tô nửa đường tròn, tô nửa đường tròn, tô nửa đường tròn. Lúc này chúng ta tô nửa đường tròn thì màu nó vẫn thế, và cái này lúc này là 75 chia 4, đúng không? Và bán kính là 75 chia 4, và tại tọa độ vị trí hoành độ tung độ, vị trí hiện tại của nhân vật. Rồi, lấy 75 chia 4 nhân bản lên. Đó, chúng ta thử. À, được rồi các bạn này, đấy. Các bạn thấy không? Chúng ta chỉ dịch chuyển là một đoạn là 75 chia 2 thôi, vì nó rơi vào nửa đường tròn. Đoạn này đúng không? Đoạn này bằng 75, thì đấy là 75 chia 2 đúng rồi. Ok, xong. Đấy, xong rồi nhân vật chúng ta nằm ở đâu? Đấy, nhân vật chúng ta nằm ở đây. Nhân vật chúng ta nằm ở đây mà muốn dịch chuyển về đây thì đoạn này là đoạn này 75. Rồi, chúng ta sẽ đi lùi lại một đoạn 75. Nhân bản lên. Đi lùi lại một đoạn 75. Nhân với 75. Chúng ta sẽ nhân với 75 ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nhân vật chúng ta sau khi vẽ xong thì nó sẽ xuống đây. Xuống đây thì chúng ta sẽ vẽ tô một hình tròn màu trắng. À, các bạn sẽ chọn màu ở đây, chọn bút màu. Đấy, chúng ta sẽ chọn màu trắng giống như màu này. Đấy, pick màu nào. Đấy, màu trắng. Bấm. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Vì lúc này nét vẽ thầy đang để nét vẽ là 3 cho nên nó bị đè lên các bạn này, nó đè lên đúng không? Nó đè lên. Không sao cả, kệ nó thôi. Thì để nét vẽ là 1 thì các bạn sẽ thấy là nó khác ngay. Đấy, nét vẽ là 1 thì nó ra này, nhưng mà nó tô màu nó bị xưa. Đấy, xong rồi lên mẹ em con sẽ đổi thành 2 thì nó tô nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thì sau khi tô được hình này rồi thì chúng ta đi về tâm bằng cách là chuyển động. Nó đang cắm xuống rồi thì chúng ta chỉ cần di chuyển chỗ này là 75/2. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ về tâm. Tất cả những cái thao tác này chúng ta sẽ lặp cho nó lặp điều khiển. Nó lặp lại 4 lần. Đấy, cho nó lặp lại 4 lần. Đúng không? Vì nhân vật chúng ta sau khi mà tô tròn xong thì nó sẽ nằm ở giữa. Đấy, lặp lại 4 lần. Và mỗi lần chúng ta chỉ cần chuyển động, quay 90 độ. Đấy, thế là nó sẽ ra được cái hình này. Úp, nó lại chọn màu trắng các bạn ạ. Cho nên cái khu vực chọn bút màu này nó sẽ ở trong vòng lặp, thì nó sẽ không bị là chọn màu trắng nhá. Các bạn thấy là cái nhân vật của chúng ta đã tô màu trắng rồi, đúng không? Cho nên là mình sẽ không cần cái này nữa. Đấy, mình sẽ cho cái bút màu này vào trong. Đấy, bắt đầu bấm. Ok. Rồi, còn phần còn lại là vẽ cái sọc thôi. Cái sọc này lúc nãy là mình ở chỗ này đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ tô màu hình vuông thì mình sẽ cho cái sọc này lên đây. Chọn bút màu đen cho nó, chọn bút màu đỏ cho nó, đúng không? Chọn bút màu, đặt bút xuống, chọn bút màu. Tích cái màu đỏ này vào. À, mình nhầm chỗ này, mình nhầm các bạn ạ. Cái vạch đó là cái này chứ không phải cái kia. Cái vạch đó là cái này các bạn này. Đấy, cái tô màu hình vuông lúc nãy là mình xài lấy nhầm. Đấy, chỗ này phải là cái này. Đấy. Trừ mất một cái chọn màu đúng không? Chọn màu này, bứt ra. Màu đỏ đâu rồi? Tô màu hình vuông thì mình nhắc bút lên mất rồi, đúng không? Mình nhắc bút lên mất rồi, cho nên là mình sẽ phải đặt bút xuống chỗ này. Đây, đặt bút xuống chỗ này. Đấy, các bạn thấy là chúng ta sẽ tìm ra cái chỗ cần. Đấy, chỗ này nó tại sao nó không kẻ cái vạch màu đỏ? Tại sao nó không kẻ cái vạch màu đỏ? R bước là cái gì? Chưa, không có, mình thay vào đây là 75. 75. Đấy, nha, mình không có R nên nó không tô được. Nào, kéo vào đây. Nào, tô đi, được chưa? Không phải 75 mà là 150 chứ. Xin lỗi các bạn. Đấy, ok, thế bây giờ mình phần cuối cùng là mình xong rồi thì mình sẽ chỉnh lại chút thôi. Mình chỉ cần chỉnh lại một chút, đó là mình đặt tên biến và mình thay số kích thước vào thôi, đúng không? Mình sẽ chặt biến số, xóa biến số này đi, phần cuối cùng là tạo biến số. Biến số đó là cạnh. Nào, đầu tiên khi bắt đầu thì mình đặt cạnh bằng mấy thì cho mình thích đúng không? Hoặc mình hỏi nhân vật bạn muốn vẽ to nhỏ bao nhiêu, không mình đặt luôn vào đây là số. Mình đặt luôn vào đây là số 200. Sau đấy mình sẽ trước vẽ 2 đặt tô màu cạnh là 200. Đúng không? Cái này sẽ là lấy 200 chia đôi, như vậy là chúng ta có phép toán chia. Chúng ta sẽ có nhân bản lên, chúng ta sẽ lấy cạnh chia 2. Cạnh chia 2 đâu rồi? Chọn bút màu trắng rồi. Sau đấy lặp lại 10 lần. Ở đây những 10 lần cơ à? Chúng ta chỉ cần 4 lần thôi. Đấy, 75 bước ở đây là lấy cạnh chia mấy? 75 bước chính là lấy cạnh chia 4. Thì chúng ta sẽ cạnh này. Đấy, biến số này. Lấy cạnh chia 75 chính là cạnh chia 4. Hình tròn chính là cái này luôn. Nhân bản lên. Cạnh chia 4. Đấy, các bạn thấy nó ra những hình rất là hay này các bạn này. Tiếp, cái này là cũng lấy cạnh chia 4, nhân bản lên. Cạnh chia 4 xong rồi chia 2, đúng không? Rồi, ta cứ thay số vào lần lượt. Cái này cũng thế. Nhân bản lên 75 thì chính là bằng cạnh chia 4. Tiếp tục lại nhân bản lên 7. Chỗ nào là 75 thì ta cứ thay bằng cạnh chia 4. Tiếp. Cạnh chia 4 lại chia cho 2. Nào. Tiếp tục 75 lại nhân bản lên, lại thay vào đây. Đấy. Cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ lại cái này là 150 chính là cạnh chia 2. Nhân bản lên. Cạnh chia 2. Cái này cũng là cạnh chia 2 luôn. Xong. Đấy, bây giờ các bạn cái phần dưới cố định rồi, bây giờ các bạn thay cạnh vào này nó sẽ thay tất cả luôn. 400 các bạn này. 250. Thì nó sẽ thay tất cả ở dưới luôn. Đấy, chúng ta chỉ làm một lần thôi. Ok. Bây giờ màu sắc thì các bạn chỉ cần ví dụ các bạn muốn vẽ hình vuông màu khác, màu đen chẳng hạn. Màu đen thì nó sẽ thay cho các bạn hình vuông màu đen, đúng không? Các bạn muốn cái lõi bên trong màu gì thì các bạn chỉ cần thay cái này thôi. Lõi bên trong ở ngoài màu đen, bên trong màu này, đúng không? Cái màu này thì nó sẽ phải cùng với màu này đúng không? Cái màu này thì nó sẽ các bạn sẽ tích cùng với cái màu này. Đây. Đấy. Thì nó sẽ ra thôi. Đấy. Cái màu trắng nó nằm đâu nhỉ? À, ở dưới. Đây, màu này các bạn sẽ đổi màu đi, đúng không? Mình thích màu khác thì mình sẽ, đây màu này mình thích màu khác thì mình sẽ làm như này, đúng không? Đấy, mình thích màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu cam gì đấy, đúng không? Đấy, giờ nó thành màu trắng rồi là cả này. Đây chỗ này màu trắng này, nó thay đổi thành màu này, màu trắng thì nó thay thành màu này. Đó, thấy chưa? Cái vạch này các bạn thích vạch màu gì thì các bạn cũng thay vào đây, đấy, vạch màu này đi. Đấy. Ok. Đấy là phần mình hướng dẫn các bạn. Các bạn đang xem video này nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh nha. Đây là phần này hướng dẫn các bạn kết hợp những cái hình chúng ta đã biết để chúng ta có thể ghép lại thành những cái hình cơ bản. Đó, bài này cũng khá là phức tạp đấy. Chúng ta phải hình dung được nhân vật chúng ta di chuyển như thế nào, hướng nó đang ở đâu và hướng nó như thế nào, và chúng ta biết cách để ghép các cái mảnh ghép lại với nhau. Ở đây mình có 3 mảnh ghép là mảnh ghép tô hình tròn, tô hình vuông và tô nửa hình tròn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tinhoctieuhoc.com, chúc các bạn thành công.